Úi rồi, bà nói là quá mệt mỏi. Tìm kiếm có mấy bác khách đang hỏi về cái giải mã mà gọi là 7GXDV. Ai hiểu sao mà các bác lại cái mẹ lại thích con này thế nhỉ? Đấy, các bác bảo là gì là cái gì nhỉ? Đèn xanh nghe mạng rồi gì vân 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 và vân vân. Nhiều thứ lắm. Đây. Con này của nó thì được cái là cái máy rất là trường nhá. Trường máy luôn dài. Đấy. Đấy. Dài thì chắc là chứa nhiều linh kiện. Đây thì con này giải mã thì là con này em bán giải mã thôi nhá. Bán giải mã và bao chạy công suất. Đấy, thế thôi. Đây đường cắm vào cổng quang in ở đây. Sau đó lấy ra ở đường ao, ví dụ như là đây này, tép ao đây nhá. Đấy. Lấy ra trên đường tế bào này. Đấy. Con này thì có thêm các cổng như là surround rồi súp xiếc gì đấy, vân vân và linh tinh nhá. Đấy, nhưng em không quan tâm mấy cái này mấy. Đấy, em quan tâm đến cái giải mã thôi nhá. Đấy, về còn các cái khác này các bác tự nghiên cứu. Đây. Đấy. Optical in ở đây và lấy đường 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 ao ở đây ra nhá quý vị nhá. 7GXDV. Con này thì của nó là công suất lên tới tận 65W. Tuy nhiên giải mã thì nó chả ảnh hưởng đến công suất cả. Đấy, quý vị muốn nghe thì vẫn có thể gắn loa vào đây để nghe nhé. Gắn đôi loa cỡ công suất cỡ 65W vào đây nghe. Vẫn ok. Đấy. Đấy, tình trạng máy như sau. Đấy. Để trong tình trạng máy khá vuông thành sắc cạnh. Nói chung là đồ xước sát thì máy nào cũng có đấy. Chứ ngoài không đấy. Đây là em đã cho thử một cái đĩa vào đây nhá. Đấy. Em không bao chạy đĩa nhá, em cho thử vào xem nó thế nào. Đấy. Bật lên xem nó có chạy không. Đấy, chạy rồi. Đấy, nhưng em không bao chạy đĩa nhá. Kệ về quý vị cho đĩa vào chạy được hay không là em không quan tâm đâu. Đấy. Đây là cái đĩa này là đĩa đĩa này đây quý vị nhìn này. Đấy. Đĩa này là đĩa 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 của bên Nhật Bản nhá. Và tất nhiên họ sẽ tốt hơn đĩa của Việt Nam rồi. Đấy. Đấy, xước sát thì rất là nhiều nhưng mà đấy, nhưng mà tất nhiên họ sẽ tốt hơn đĩa của Việt Nam rồi nhá. Hôm nay coi như là em bán coi như là không 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 máy không đọc đĩa đi nhá. Máy này là đọc đĩa là coi như là bán là 1.490.000 và đấy. Em bán em không bao chạy đĩa đâu, cho nên là bán giá không đọc đĩa luôn nhá. Chào các bác. Thì con này thì em tính giá các bác là coi như là giá nào hợp lý đây nhỉ. Thôi em tính cho các bác giá này là giá vâng 1.090.000 đi cho nó nét căng đi nhá. Đấy. Vâng. Đấy. Trước khi đi em sẽ test giải mã cho các bác nhé, test giải mã, test công suất cho các bác nhé. Ok. Số điện thoại của em là 0966 594 581, địa chỉ 57 phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội nhé. Quý vị nào mà gọi cho em số đấy không được, máy bận chẳng hạn thì gọi thêm một số nữa cho em là 0979891682 nhé. Vâng, em xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào video clip tiếp theo của em.